chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, không biết là hiện tại thì các bạn có nhớ cái lịch học để vào đây học cùng với chị không ạ? À, đã thấy những bạn nhỏ đầu tiên vào đây học cùng với chị rồi đây. Xin chào Ngọc Loan. Đây là một bạn học sinh cũ của chị đúng không? Rồi, các bạn khác thì sao? Kem ơi, Kem đã vào đây chưa ạ? À, xin chào Yến Nhi, xin chào em. Xin chào tất cả các bạn. À, Kem ơi, những giây phút đầu giờ thì đừng quên nhá. Hãy tam bạn bè của mình vào đây để học cùng với chị. Và chị cũng sẽ dành cái thời gian để có thể chờ đợi các bạn. À, khi mà chúng ta đông đủ hơn một xíu rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào buổi học, ok không? Không biết là chị đang bật cái đèn này thì có thấy bị nhấp nháy không? Chị thử tắt đi nhá. Chị thử tắt cái đèn đi nhá. Không biết là các bạn có thấy sáng hơn không ạ? Sáng hơn không? Sáng hơn nhở? Rồi, ok, vậy thì cứ như vậy đi. Cứ như thế này đi. Rồi, xin chào Gia Hân, xin chào em. Các bạn khác đâu rồi? Các em còn nhớ cái lịch học ngày hôm nay chị em mình sẽ cùng nhau bắt đầu buổi học đầu tiên của cái chiến dịch tiếp cận ngữ văn 9. Thế thì cho chị hỏi một chút xíu này. Chị muốn hỏi một chút xíu nhá. Các bạn đã chuẩn bị cho chị cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 chưa? Các em đã có cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 chưa ạ? Nào, comment xuống đây cho chị nhá. Đây này, chị đã thấy Ngọc Loan tang bạn vào đây rồi này. À, xin chào Nguyệt, xin chào em. Xin chào bạn An. Chào các bạn, chào các bạn. Có lẽ là ở đây thì có một vài các bạn, đúng không? Là lần đầu tiên học với chị. Có khá là nhiều bạn thì đã là học sinh cũ của chị rồi. Đó. À, không sao, chị em mình sẽ làm quen với nhau dần dần nhá. Còn nhiều chiến dịch nữa cơ mà, đúng không? Còn nhiều chiến dịch nữa cơ mà. À, thế thì các bạn đã mua chị cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 chưa? Ôi, nếu mà chưa có thì chúng ta sẽ khó tiếp cận được đấy. Kem nhá, hãy nhớ này, để có thể học được những văn bản đầu tiên trong chương trình của văn lớp 9 thì cái điều kiện tiên quyết của các bạn là các bạn cần phải có cuốn sách giáo khoa. Chị phải có sách giáo khoa thì các bạn mới biết là chị đang nói đến đâu, chị đang nói đến phần nào ở trong cái đoạn trích ấy, được không nhá? Hello Thảo Yến, xin chào em, xin chào Minh Thúy, xin chào Ngọc Ánh. Vẫn chưa mua sách à? Thế thì chị bảo này, ngay ngày mai nhá, ngay ngày mai các bạn hãy chuẩn bị cho chị ngay cuốn sách giáo khoa. Đây, chuẩn bị ngay cho chị cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 9. Để làm sao? Để chúng ta đọc trước văn bản. Phải đọc trước văn bản thì chúng ta mới có thể nói chuyện tiếp với nhau được. Nếu mà các bạn không đọc văn bản thì các bạn khó tiếp cận được lắm. Ok không? Rồi, không biết là đã đông bạn chưa nhở? Ôi làm sao mà chị đang mong muốn là đến 50 bạn. 50 bạn xem thì bắt đầu chị mới dạy. Chị đang mong muốn là như vậy đấy. Nào, thế thì bây giờ những bạn đang có mặt ở trong cái phần phát trực tiếp này của chị có thể giúp chị một thao tác, đó chính là tam bạn bè của mình vào nhá. Bởi vì khi mà càng nhiều bạn học á thì cái sự lan tỏa kiến thức của chị càng trao đi cho nhiều bạn hơn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn rất nhiều. Nha. Chị đợi khoảng 50 bạn được không? Cho phép chị đợi khoảng 50 bạn nhá. Đợi 50 bạn. Thế thì không biết là ở đây thì đã có bạn nào học thêm môn văn chưa? Kem đã bắt đầu đi học thêm môn ngữ văn lớp 9 chưa ạ? Hay là chưa mua sách giáo khoa cho nên là em cũng chưa học luôn ngữ văn lớp 9? Đúng không? Chưa có sách giáo khoa nên em cũng chưa học. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhá. Rồi. Ờ, được à, ok. Có bạn nào đã đi học thêm chưa? Kem đã được tiếp xúc với những văn bản như là Chuyện người con gái Nam Xương, Chuyện Kiều, ba đoạn trích của Chuyện Kiều, có cái gì ạ? Chị em Thủy Kiều. Rồi có đoạn trích Cành ngày xuân, rồi Kiều ở lầu Ngưng Bích. Đó, em chưa có sách giáo khoa. Ok, vậy thì ngày hôm nay thì chị có chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi đây. Chị có chuẩn bị sẵn cho các bạn cuốn sách giáo khoa rồi đây. Thế thì chị cùng các bạn nhá. Chị cùng các bạn sẽ cùng nhau đi tiếp cận trước nhá. Sẽ cùng nhau đi tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 9 trước. Sau đó chị sẽ sử dụng những cái cuốn sách, những cái tài liệu để có thể hướng dẫn các bạn. Ok chưa? Thế thì những cái giây phút đầu tiên này, nếu dành cho các bạn mà chưa có cuốn sách giáo khoa thì các em có thể chú ý tập trung vào đây với chị nào. Các em sẽ chú ý tập trung vào đây với chị nhá. Để xem là vậy thì văn bản Chuyện người con gái Nam Xương, tác giả Nguyễn Dữ đã viết về nhân vật nào.
Ok không? Nào, thế thì đối với những bạn học sinh đã có cuốn sách giáo khoa này rồi thì sẽ cùng mở trang số 43 ra cho chị. Còn những bạn học sinh chưa có cuốn sách giáo khoa thì các em có thể tập trung vào trong này. Chị sẽ thay các bạn đọc văn bản chuyện người con gái Nam Xương ra. Ok không? Nhá, rồi. Vậy thì các bạn hãy chú ý vào chị nhá. Nào, chuyện người con gái Nam Xương, trích Truyền Kỳ Mạn Lục. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương, tính đã thủy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh, xin với mẹ đem 100 lạng vàng gửi về. Song Trương có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừ quá sức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc sum vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt đi lính đánh giặc Chiêm. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên tên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi mẹ chàng có dặn rằng: "Này con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình làm trọng. Gặp khó nên lui, lường sức mà tiến, đừng nên tham miếng mùi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. Quan cao tước lớn nhường để người ta, có như thế mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì con được." Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng: "Chàng đi chuyến này thiết chẳng dám mong được đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về mang theo được 2 chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao. Rồi thế trẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa. Trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú. Dù có thư tín nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bồng." Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa 2 hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, ác chàng áo chàng đành dứt. Ngước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuộm mối tình muôn dặm quan san. Bấy giờ nàng đương có mang, sau khi xa chồng vừa đầy tuần thì sinh ra một đứa con trai đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại thoắt đã nửa năm, mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được. Ba mẹ cũng vì nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được, bèn chối lại với nàng rằng: "Ngắn dài có số, tươi héo bời trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không gắng ăn miếng cơm cháo đặng, miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Song lòng tham vô cùng mà vận trời thì khó tránh. Nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con được con cháu đông đàn. Xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ." Bà cụ nói xong thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ lo liệu như đối với cha mẹ đẻ mình. Qua năm sau, giặc ngoan cố đã chịu trói, việc quân kết thúc. Trương Sinh về tới nhà, được biết mẹ đã qua đời. Con vừa học nói, chàng hỏi mồ mẹ rồi bế đứa con đi thăm. Đứa trẻ không chịu, ra đến đồng, nó quấy khóc, xin dỗ dành: "Nín đi con, đừng khóc, cha về, bà mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi." Đứa con ngây thơ nói: "Ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói,
chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít. Chàng ngạc nhiên gạt hỏi. Đứa con nhỏ nói: trước đây thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả. Tình chàng hay ghen, nghe con nói vậy, đinh ninh là vợ hư, mối nghi ngờ càng ngày càng sâu sắc, không có gì gỡ ra được. Về đến nhà, chàng la lên cho hả giận, vợ chàng khóc mà rằng: thiếp vốn con kẻ khó, lại được lương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh, cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót, đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ, mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp. Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra thì lại giấu không kể lời con nói, chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc và đánh đuổi nàng đi. Họ hàng làng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói: thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì cái thú vui nghi gia nghi thất, nay đã bình rơi châm gãy, mây tạch mưa tan, sen rũ trong ao liễu tàn trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cãi én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu có còn thể lại lên núi vọng phu kia nữa. Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang, ngửa mặt lên trời mà than rằng: kẻ bạc mệnh này duyên phận hầm hiu, chồng con dẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám, thiếp nếu đoan trang dự tiết trinh bạch nghìn gìn lòng, vào nước xin làm ngọc mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhục bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quả, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Nói xong, nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thay nàng nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng: cha đàn lại đến kia kìa. Chàng hỏi đâu, nó chỉ vào bóng chàng ở trên vách: đây này. Thì ra ngày thường ở một mình, nàng hay đùa con trỏ bóng mình mà bảo là cha đàn. Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc chót đã qua rồi. Cùng làng với nàng có người tên là Phan Lang, khi trước làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang. Một đêm chiêm bao thấy người con gái áo xanh đến câu xin tha mạc. Sáng dậy, Phan Lang thấy có người phường trài đem vào biếu một con rùa mai xanh, sực nghĩ đến chuyện mộng bèn đem thả con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng. Nhân dân trong nước, nhiều người sợ hãi, phải chạy trốn ra ngoài bể, không may đắm thuyền đều chết đuối cả. Thầy Phan Lang giạt vào một cái động rùa ở hải đảo. Có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng: đây là vị ân nhân cứu sống ta thuở xưa. Linh Phi bèn lấy khăn giấu mà lau, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc Phan Lang tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đền đao thật nguy nga tráng lệ lộng lẫy, mà chưa biết mình đã lọt vào trong cung nước của rùa thần. Linh Phi thấy giờ mình mặc áo gấm sát ngọc, chân đi giày có vân nạm vàng, cười bảo Phan Lang rằng: tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ vua biển Nam Hải. Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người phương trai bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay há chẳng phải lòng trời xui khiến cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa. Phi bèn đặt yến ở gác Chiêu Dương để thiết đãi Phan Lang. Dự tiệc hôm ấy có vô số những mỹ nhân,
quần áo thướt tha, mái tóc búi xỉ. Trong số đó có một người mà chỉ hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống Vũ Nương. Phan có ý nhìn trộm nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói Phan Lang rằng: "Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao đã quen nhau rồi ư?" Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương và gặn hỏi duyên cớ. Nàng nói: "Tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết. Nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông." Phan nói: "Nương tử nghĩa khác tàu Nga, hờn không tịnh vì mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Này thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư?" Vũ Nương nói: "Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa." Phan nói: "Nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử, cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao?" Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng bà rằng: "Có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng ngự hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam, cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày." Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng 10 hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn: "Nhờ nói hổ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về." Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không tin, nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói: "Đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi." Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng 3 ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên chiếc kiệu hoa, đứng ở giữa dòng. Theo sau đó đến 50 chiếc xe cờ tán võng lọc rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào: "Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa." Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến mất đi. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn theo dõi đoạn trích chuyện người con gái Nam Xương, trích trong truyền kỳ Mạn Lục của tác giả Nguyễn Dữ. Thế thì không biết là vừa rồi á, khi mà các bạn được nghe chị đọc xong cái đoạn trích này thì các bạn cảm thấy như thế nào? Ở trong này chúng ta thấy là có rất nhiều từ ngữ cổ, đúng không? Khi mà tiếp cận với văn học trung đại, các bạn hãy nhớ rằng nhá, khi chúng ta tiếp cận với văn học trung đại, chắc chắn một điều các bạn phải đối mặt, đó chính là việc các bạn phải gặp rất nhiều từ cổ. Và việc của các bạn là phải đi giải nghĩa. Nếu không giải nghĩa những từ ngữ đó thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà chúng ta hiểu được văn bản. Thế thì nhìn tổng quan này, nhìn tổng quan ra một chút xíu, văn bản có dài không? Văn bản này có dài không hả các em? Nào, tương tác với chị xem nào. Văn bản này có dài không? Có khác với Bình Ngô, có khác với Nước Đại Việt ta, có khác với Hịch Tướng Sĩ, có khác với gì ạ? Bài Chiếu Rời Đô trong chương trình ngữ văn lớp 8 mà các bạn học không? Nào, này nhá, nhìn này. 1 trang, 2 trang, 3 trang, 4 trang, 5 trang. Gọi là 5 trang giấy đi. 5 trang giấy. Thế thì nhìn vào là các bạn biết ngay được là cái dung lượng của nó rất dài, rất dài, và đồng nghĩa với cái việc là các bạn học sẽ khá là khó nhá. Em thấy thương Vũ Nương. Đúng rồi, sau khi học đọc xong văn bản, chỉ cần đọc xong thôi, các em sẽ thấy rất là thương. Và các bạn sẽ thấy cảm thấy thương nhân vật này hơn khi các bạn đi tìm hiểu về bối cảnh xã hội lúc bấy giờ.
về cái việc là trọng nam khinh nữ trong cái thời buổi lúc bấy giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là mình rất là đồng cảm với nhân vật ấy. Mình rất đồng cảm. Thế thì đây, các bạn ơi, ở trong này sẽ có được những từ ngữ mà các bạn phải giải thích. Thì chị sẽ giải thích qua cho các bạn nhá. Khác quá, thế cho nên là chị mới nói là các bạn phải tập trung. Có thể là các bạn từ lớp 7 lên lớp 8 các bạn chưa phải gọi là đối diện với những cái áp lực thi cử. Nhưng khi mà các bạn từ lớp 8 chuyển sang lớp 9, nó sẽ là một cái thời gian rất là khác, rất là quan trọng. Và đây chính là cái khoảng thời gian quyết định của các em đấy. Thế thì đây, nhìn vào đây chúng ta sẽ có một vài những cái từ ngữ mà các bạn sẽ phải giải thích. Chị giải thích qua luôn nhá. Nam xương đây chính là một đây chính là cái ngày xưa thì người ta gọi là Nam xương, nhưng bây giờ thì thuộc huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam. Đó. Tư dung tốt đẹp đúng không? Tác giả Nguyễn Dự đã nói Vũ Nương là gì ạ? Tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Thế thì tư dung chính là cái gì? Chính là cái vẻ đẹp về nhan sắc đúng không ạ? Dáng vẻ và nhan sắc. Đó. Dung hạnh chính là nhan sắc và đức hạnh. Không bao giờ để vợ chồng dẫn đến thất hòa. Thế thì cái từ thất hòa này nó chỉ một cái sự mất đi cái sự hòa thuận. Thất là không đúng không ạ? Thất là mất. Hòa là chỉ cái sự hòa thuận. Thế thì là mất đi cái sự hòa thuận ấy. Tiếp này, Trương Sinh là một con nhà hào phú, đúng không? Hào phú có nghĩa là nhà giàu và có thế lực. Đó. Chuyện binh cách, việc binh cách chính là việc quân sự, việc chiến tranh, chỗ binh cách chính là đi vào chiến trận đấy. Nhá. Rồi, đeo ấn phong gầu, mặc áo gấm mà trở về quê cũ. Ý ở đây tác giả đang muốn nói là gì? Nhân vật hay là những cái người mà được đeo ấn phong hầu, được mặc áo gấm trở về quê cũ này này, họ đều được làm quan to, họ được ban ấn đấy, ban ấn là ban cái dấu của vua đó, nhà vua ban may áo gấm đấy, may áo bằng gấm quý để khoác về, được chưa nào nhá. Rồi tiếp theo này, chúng ta thấy được là Nguyễn Dự đã nói một cái cụm từ, đó chính là cụm từ mùa dưa chín quả kỳ. Thế thì khi mà ngày xưa người lính đi thú, người người đi lính ấy, người lính đi ấy, thì cứ đến mùa dưa chín thì được quay phiên, gọi là thay phiên nhau để trở về nhà. Có nghĩa là họ chưa có cái đơn vị để có thể là biết được là tháng mấy cái thời gian như hiện tại chị em mình đang sống đúng không? Thế thì đến cái đúng đến cái thời mà mùa dưa chín thì họ sẽ được trở về nhà. Họ trở về nhà. Đấy, câu này có ý nói rằng là sợ kỳ hạn đã qua mà chồng vẫn chưa được về đấy, mùa dưa chín quá kỳ. Đó. Nào, tiện thiếp, ở đây thì những bạn nào mà đam mê phim Trung Quốc, đam mê phim gọi là phim cổ của Trung Quốc đấy, đúng không? Phim cổ trang thì các bạn đều biết là tiện thiếp thì người ta để chỉ một cái cách xưng hô khiêm tốn của người phụ nữ ngày xưa. Đó. Đất thú là nơi xa xôi ngoài biên ải. Quan san chỉ một nơi xa xôi, quan là cửa ải, san thì là sơn á, thì nó chính là núi, được chưa? Tuần, đơn vị tính thời gian xưa. Tuần là gồm 10 ngày, một tháng thì gồm có 3 tuần, thượng, trung và hạ tuần. Đó. Chối này, lời chăn chối đấy đúng không? Chúng ta vẫn thường nói là lời chăn chối, dặn dò lần cuối trước khi chết. Đó. Rất nhiều đúng không? Thế thì ở năm lớp 8 á, ở năm lớp 8 thì các bạn đâu có những cái phần chú thích nó dài như thế này đâu. Chú thích thì cùng lắm cũng tầm 15 cái chú thích thôi. Thế nhưng mà ở đây các bạn nhìn này, có đến tận bao nhiêu? 35 cái chú thích. Kem nhá, văn bản dài đồng nghĩa với những chú thích, những từ ngữ khó càng dài. Và việc của các bạn là phải học trước cho chị những cái từ ngữ này đi. Nếu các bạn không hiểu, chị nhắc lại nhá, nếu các bạn không hiểu nghĩa của từ ngữ thì các bạn sẽ rất khó để tiếp cận được văn bản. Rồi, thế thì đấy, các bạn có thể chủ động nhá. Chị nhắc lại này, ngày mai là phải có cho chị cuốn sách giáo khoa nhá. Không được đi học mà không có sách giáo khoa đâu. Chị nói đến cái chi tiết nào thì các bạn cũng không biết thì là không được đâu. Nghe chưa? Ngày mai phải có ngay sách giáo khoa chị. Đó, có ngay sách giáo khoa chị. Đoạn cuối mà muốn khóc quá chị ạ. Rồi, vậy thì các em ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp cận văn bản chuyện người con gái Nam Xương. Và vừa lúc nãy chị đã
cho các bạn nghe đoạn trích ấy rồi. Còn việc bây giờ là các bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về cái văn bản này các em nhá. Chưa phải là dạy đâu ạ. Chưa phải là đi sâu vào kiến thức chi tiết của văn bản. Chưa phải là đi phân tích nhân vật Vũ Nương như thế nào. Chị chỉ muốn nói ra để cho các bạn biết là vậy thì đối với văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương, các bạn sẽ tập trung vào những cái gì nào đây. Thế thì đây, các bạn có thể nhìn thấy trên tay chị đây là đang là cái cuốn luyện viết của các bạn học sinh lớp 9. Cuốn luyện viết của các bạn học sinh lớp 9. Và chị sẽ cùng các bạn mở cái bài Chuyện Người Con Gái Nam Xương ra nhé. Nào, trang số 2. Trang số 2. Đó. Trời ơi, rất là nhiều luôn. Rất là nhiều kiến thức luôn này. Thế thì các bạn ơi, trước khi mà mong muốn chị chia sẻ, trước khi mà mong muốn chị chia sẻ về văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương, thì các bạn làm cho chị một cái điều này này. Các bạn biết là đối với mỗi cái buổi học của chị thì chị đều mong muốn là đem đến cho các bạn rất nhiều kiến thức. Và không chỉ là mỗi buổi học buổi tối như thế này đâu, mà chị còn muốn tặng cho các bạn tài liệu các em nhá. Tặng tài liệu. Và cái tài liệu này chính là cái tài liệu hoàn toàn miễn phí nha. Có bạn nào muốn nhận tài liệu không? Ở đây thì những bạn nào muốn nhận tài liệu ạ? Nào, comment xuống đây cho chị nào. Những bạn nào muốn nhận tài liệu nào? Chị đang đợi những cái phần comment của các bạn đấy. Những bạn nào ở đây muốn nhận tài liệu nha, chị nói xong phần tài liệu này thì chị sẽ đọc cho các bạn một vài những cái phần. Một vài những cái phần của văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Em ạ, ok, rất nhiều đúng không? Có nghĩa là các bạn đang rất quan tâm đến việc học ngữ văn lớp 9 của mình, thì các bạn mới ở đây và mong muốn là chị sẽ chia sẻ tài liệu cho các bạn. Ok, chị rất là đồng ý và chị rất là ghi nhận cái tinh thần hiếu học của các bạn. Cái tinh thần mà lo lắng cho cái kỳ thi vào 10 của các bạn sắp tới, trong năm học tới. Rồi, ok, sẽ tặng tài liệu nhá. Rồi, chị rất là thoải mái với các bạn mà. Chị vô cùng thoải mái với các bạn, chỉ cần các bạn chăm học thôi. Cái điều mà chị mong muốn là chỉ mong rằng là các bạn sẽ chăm học. Đó, rồi, thế thì tặng tài liệu nhá. Được không? Sẽ tặng tài liệu. Thế nhưng mà các bước để các bạn có thể tặng tài liệu, có thể nhận tài liệu của chị này, làm theo các bước sau. Đơn giản thôi. Chị chẳng cần gì nhiều đâu. Vì cái tâm thế của chị khi mà dạy các bạn ấy, khi mà dạy các bạn thì chính là muốn trao đi cho các bạn thật là nhiều, muốn lan tỏa đến các em rất là nhiều thứ. Thế cho nên là hãy làm cho chị một bước, những cái bước sau nhá. Bước 1 này, các em hãy mời giúp chị. Mời giúp chị 10 bạn thôi. Mỗi bạn chỉ mời 10 bạn vào nhóm thôi. Để buổi 2, buổi 3 khi mà chị giảng á, chị muốn thấy có nhiều bạn hơn vào đây học với chị cơ. Nhá. Chị muốn có nhiều bạn hơn vào đây học với chị, chứ không phải là chỉ vài chục bạn chẳng như ngày hôm nay. Đó, thế cho nên là các bạn hãy mời 10 bạn vào nhóm giúp cho chị. Cái thứ hai, cái thứ hai, các bạn hãy chia sẻ cảm nhận. Sau buổi học đầu tiên, lên trang cá nhân nhá. Được không? Yêu cầu dễ mà. Lên trang cá nhân. Đó, và chỉ cần hoàn thiện hai bước này thôi, các bạn chụp lại và nhắn về kênh fanpage Học Văn Chị Hiên. Ôi, chị lại viết thiếu dòng rồi. Trung học cơ sở. Nhớ này, chia sẻ lên trang cá nhân nhớ là tang Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở nhá. Đó, thì các bạn chỉ cần làm hai cái bước này thôi. Một kho tài liệu đang đợi các bạn. Được không ạ? Chị nói nhá, một kho tài liệu chị đang đợi các bạn để các bạn nhận đấy. Và tài liệu sẽ được tặng bắt đầu vào 9 giờ sáng ngày mai. Bắt đầu sẽ sáng mai.
Sau khi mà kết thúc cái buổi học này thì các bạn có thể đăng bài luôn ạ. Các bạn có thể đăng bài cảm nhận luôn. Và sau đó thì sáng mai, khi mà các bạn đã đăng rồi, các bạn đã hoàn thiện những cái bước này rồi, thì các em sẽ được nhận một kho tài liệu nha. Mỗi sau mỗi buổi học các bạn đều nhận được những tài liệu khác nhau. Thế cho nên là các bạn cứ yên tâm. Chị thì chị dư giả tài liệu để tặng các bạn rồi. Chị biết là chị không biết là các bạn có học hay không thôi. Hay là bây giờ là xin tài liệu của chị xong là lại để đấy. Có khi là đến bắt đầu là thi cấp 3 rồi bắt đầu mới bỏ ra học. Thì đấy nhá, nếu mà nhận tài liệu rồi phải học, phải đọc. Đó, rồi. Ok, vậy thì nói về văn bản chuyện người con gái Nam Xương. Nào, nói về văn bản chuyện người con gái Nam Xương nhá. Đây. Đó, về văn bản chuyện người con gái Nam Xương thì sẽ như thế này. Thì sẽ như thế này. Các bạn đều biết rằng là đối với những văn bản văn học trung đại, đây là một cái nỗi sợ nha. Chị phải gọi là củng cố cái tinh thần cho các bạn trước, vì đây chính là cái nỗi sợ của hầu hết các bạn học sinh khi mà tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 9. Bởi vì nó không phải là văn học hiện đại, nó cách xa chúng ta rất nhiều rồi. Từ ngữ cổ này, xã hội thì xưa này, chúng ta chẳng hề hình dung ra được là trước kia người ta như thế nào. Đó, trước kia người ta như thế nào. Thế thì khi mà sau này, khi mà học đến sang gọi là khoảng cuối kỳ 1, khoảng giữa kỳ 1, thì các bạn sẽ được tiếp cận với những cái chương trình ngữ văn, những cái bài mà về văn học hiện đại, thì các bạn sẽ cảm thấy là gần gũi mình hơn, mình hiểu hơn, mình hiểu nhân vật hơn, mình hiểu thời đại hơn. Thế nhưng mà đối với chương trình văn học trung đại thì các bạn phải tập trung ngay từ đầu á chị. Nếu không tập trung ngay từ đầu thì làm sao ạ? Thì chúng ta không hiểu được đâu, khó hiểu lắm. Mà từ cái việc khó hiểu dẫn đến việc là các bạn không biết đi phân tích như thế nào, các bạn không biết cảm nhận nhân vật văn học ra sao nhá. Rồi, thế thì đối với văn bản chuyện người con gái Nam Xương, chị sẽ nói qua một chút, không phải là ngày hôm nay chị dạy chi tiết đâu nhá. Nhắc lại đấy, không phải là chị dạy chi tiết trong ngày hôm nay, mà chị sẽ dành để cái việc dạy chi tiết vào những cái buổi sau. Còn đây chỉ mới là tiếp cận. Và chị biết rằng là có nhiều bạn chưa có sách giáo khoa lắm. Mà bây giờ chị mà dạy á, chị mà dạy luôn thì những bạn mà chưa có sách giáo khoa thì các bạn sẽ không biết làm như thế nào. Các bạn không biết làm như thế nào bởi bây giờ có thể chú thích này, không biết làm như thế nào để chỉ ra được những cái chi tiết mà chị nói này, đúng không? Thế cho nên là đây nhá, chị sẽ nói với các bạn qua về nội dung của văn bản này. Đọc rồi, nghe chị đọc rồi, biết được nội dung rồi, đúng không? Chị sẽ nói qua nhá. Thế thì nếu mà Nguyễn Du viết truyện Kiều á, tạo nên một cái tiếng khóc thương ngàn đời dành cho Kiếp Hồng Nhan, thì Nguyễn Du với cái văn bản chuyện người con gái Nam Xương này cũng không hề kém cảnh khi mà phô bày được tất thảy những đau thương mà người phụ nữ trong xã hội phong kiến phải chịu đựng. Đó, dù nó chỉ là một cái đoạn trích ngắn thôi, rất ngắn, nhưng mà đủ để chúng ta có thể cảm nhận được cái tấm lòng và cái tài năng đáng quý của tác giả, cũng như là cái sự trân trọng vô bờ của ông dành cho cái vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ thời đại bấy giờ. Thế thì nói một chút về Nguyễn Dữ và tác phẩm chuyện người con gái Nam Xương này nhá. Chúng ta biết được rằng là nếu mà các bạn có sách giáo khoa rồi, các bạn sẽ có thể nhìn ở trong đây. Đây, Nguyễn Dữ, tác giả sách giáo khoa đã trình bày cho các bạn rồi, những thông tin rồi. Thế nhưng mà chị sẽ cung cấp cho các bạn nhiều hơn. Không chỉ là những kiến thức trong sách giáo khoa, mà cũng những kiến thức bên ngoài nữa, để các bạn nhìn sâu hơn vào một vấn đề văn học. Đối với tác phẩm, tác giả Nguyễn Dữ, thì ông là một danh sĩ người Hải Dương, sống dưới thời Lê Sơ và nhà Mạc, vào khoảng thế kỷ thứ 16. Tương truyền thì ông là học trò của Nguyễn Bỉnh Khiêm đấy, các bạn biết Nguyễn Bỉnh Khiêm đúng không? Đó, là một danh sĩ nổi danh thời bấy giờ. Và từ nhỏ thì Nguyễn Dữ đã ham học hỏi và thông minh. Lớn lên thì được làm quan, nhưng mà do bất mãn với thời cuộc mà xin thôi để về núi rừng Thanh Hóa và qua đời. Đấy, và qua đời ở đó. Thế thì đối với truyền kỳ Mạn Lục ấy, đây là cái tác phẩm duy nhất của Nguyễn Dữ. Nguyễn Dữ nhá, các em nhớ này. Truyền kỳ Mạn Lục là tác phẩm duy nhất của Nguyễn Dữ trong cả cái cuộc đời của mình. Đấy, nhưng mà ở trong truyền kỳ Mạn Lục nó sẽ gồm 20 truyện viết bằng chữ Hán. 20 truyện nhỏ nhá, 20 truyện nhỏ viết bằng chữ Hán theo cái thể loại truyền kỳ, và cuối mỗi truyện đều có cái lời bình của tác giả. Đó.
Đó. Và nếu các bạn có cơ hội, các bạn có thời gian thì các em có thể tìm đọc Truyền Kỳ Mạn Lục. Rất hay, rất hay. Rồi, thế thì nói sang cái đặc điểm nhân vật nha. Nói sang nhân vật Vũ Nương nha. Đây chính là đề trọng tâm của các bạn để các bạn thi vào cấp 3. Nhớ này, với Chuyện Người Con Gái Nam Xương chúng ta sẽ có 2 đề để thi vào cấp 3 nhá. Chị sẽ nói luôn cho các bạn ngay từ bây giờ để sau này các bạn có cái kế hoạch mà các bạn ôn luyện. Đề trọng tâm này. Đề trọng tâm. Ghi vào nhá. Một, đó là phân tích nhân vật Vũ Nương. Hoặc người ta có thể có những cách hỏi khác là gì ạ? Phân tích cái vẻ đẹp. Đây đây, chị sẽ chia ra thành các cái đề. Phân tích vẻ đẹp. Vẻ đẹp. Nhân vật Vũ Nương. Chị biết tắt. Được không? Rồi, phân tích nội oan. Hoặc người ta sẽ hỏi số phận bất hạnh. Các bạn ơi, nhìn đơn giản như thế này thôi, nhưng ba đề này chúng ta sẽ phải làm khác nhau đấy. Các em nhá, nhớ này, ba đề này làm khác nhau hoàn toàn. Không phải là giống nhau đâu. Không thì lại sau này khi mà gặp những cái đề là cứ nhìn thấy cái từ Vũ Nương ấy là bắt đầu đi tương hết vào. Học cái gì là bắt đầu ghi hết vào. Thế là sai lầm đấy. Cực kỳ sai lầm. Và các bạn bị gạch luôn cái bài ấy. Lại bảo sao là em điểm thấp. Lúc ý là lại bắt đầu hỏi là ôi sao tại sao em làm đúng như cô dạy mà điểm thấp thế. Thế là vì các bạn không biết chia luận điểm. Các bạn không biết xác định luận điểm cho cái văn bản. Đúng không? Thế thì nhìn này. Về phân tích nhân vật Vũ Nương, người ta chỉ nói chung là phân tích nhân vật. Thế thì ở trong nhân vật sẽ có số phận. Đó, và vẻ đẹp. Chúng ta có cái hoàn cảnh đấy. Đúng không ạ? Hoàn cảnh, số phận, vẻ đẹp. Đó. Thế nhưng mà sao? Phân tích vẻ đẹp nhân vật Vũ Nương thì chúng ta sẽ đi chia cái vẻ đẹp ý ra làm gì ạ? Là một người phụ nữ yêu chồng thương con chẳng hạn. Đúng không ạ? Yêu chồng thương con. Rồi có hiếu với mẹ. Đó. Là một người có lòng tự trọng. Ví dụ như thế chẳng hạn nhá. Đây chính là cái hệ thống luận điểm. Tiếp, phân tích nội oan, phân tích số phận. Nào, thế thì chúng ta sẽ có cái gì? Gọi là số phận bất hạnh, đúng không? Bất hạnh thể hiện ở đâu? Đó, bị nghi oan, bị đánh đuổi, đúng không ạ? Và dẫn đến cái bi kịch là gì? Là quyên sinh. Bi kịch là quyên sinh. Đúng không ạ? Nhá, thì đấy chính là về nhân vật Vũ Nương. Hoặc người ta có thể ra theo một cái kiểu nữa. Người ta sẽ ra đề cho các bạn theo một cái kiểu nữa. Đó chính là người ta sẽ trích một đoạn văn nào đó. Trích sẵn một đoạn trích nào đó trong sách giáo khoa và yêu cầu các em là cảm nhận ở trong cái đoạn trích ý, cảm nhận đoạn trích. Chỉ biết chữ ở dưới này hơi xấu nhá. Cảm nhận đoạn trích. Thế thì lúc này các bạn phải làm như thế nào? Các bạn phải có cái kỹ năng. Được không? Có kỹ năng cảm nhận đoạn trích. Đó. Thế thì đấy chính là một vài những cái đề mà chị đưa ra cho các bạn để các bạn hình dung được thôi. Nhưng mà chắc chắn sau này khi mà học thì chị sẽ nhắc mà. Hôm nay chỉ là tiếp cận thôi. Chỉ là hình dung ra xem là lớp 9 chúng ta học cái gì thôi. Còn sau này với những cái bài sau hoặc là ở trong khóa học của chị thì chị sẽ chắc chắn là hướng dẫn từng đề một. Chị sẽ hướng dẫn từng đề một các bạn sẽ phải đi như thế nào, các bạn phải làm như thế nào nhá. Đấy là về Vũ Nương này. Còn về Trương Sinh thì các bạn sẽ có cái đề liên quan đến là phân tích nhân vật Trương Sinh nhá. Phân tích nhân vật Trương Sinh trong văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương. Thì đấy chính là nhìn thấy này. Một đoạn trích trong chương trình của văn lớp 9, người ta có thể ra khoảng 5 đề khác nhau. Thách thức không? Thử thách không? Khó khăn không? Có cảm thấy sợ không? Sợ hãi không? Sợ gì đúng không? Chúng ta có nền tảng rồi thì chúng ta sợ cái gì đâu.
Ở đây có bạn nào sợ không? Nghe chị hôm nay chị bảo là một một cái văn bản mà có thể ra 5 cái dạng đề khác nhau như thế này, chắc là về tối sợ lắm. Có sợ không? Không sợ nhá, không phải sợ. Đó, thế thì nhìn vào đây cho chị này. Nếu các em xác định được rằng là chúng ta sẽ sử dụng môn văn, chúng ta phải đạt 8 cộng môn văn, chúng ta phải đạt khoảng 9 cộng môn văn, thì nhất định không được bỏ qua. Nào, không được bỏ qua cái gì ạ? Đây. Không được bỏ qua khóa học văn VIP của học văn chị Hiền nhá. Khóa học văn VIP. Với những cái buổi học cùng với chị như thế này á, thì chị nghĩ rằng là chưa đủ thời gian để chị có thể chia sẻ hết cho các bạn được. Thế cho nên là chị luôn hẹn các bạn ở trong cái khóa học này. Đây chính là khóa học cả năm cho các em. Trong đó các em học gì? Các em được học kiến thức cơ bản, đúng không? Kiến thức cơ bản. Tiếp, kiến thức mở rộng. Kiến thức mở rộng. Kiến thức mở rộng, chị ví dụ nhá. Chị ví dụ kiến thức mở rộng là cái gì? Nếu như chúng ta học truyện Kiều chẳng hạn, chúng ta sẽ được mở rộng về những cái vấn đề xoay quanh cái xã hội ngày xưa. Hoặc là chúng ta học về chuyện người con gái Nam Xương, chúng ta sẽ biết được thêm là cái nghi thức trong xã hội ngày xưa nó như thế nào, người con gái sống trong xã hội ngày xưa thì họ ra sao. Từ đó các bạn sẽ có được những cái vốn, có được những cái vốn kiến thức để các bạn làm gì ạ? Để các bạn có thể là liên hệ vào cái phần phân tích. Liên hệ vào phần phân tích nhá. Khóa học này sẽ học bắt đầu từ tháng 7 năm nay cho đến tháng 5 năm 2024. Có nghĩa là xuyên suốt cả một năm luôn, cho đến khi các bạn gần thi, cho đến khi các bạn gần thi cấp 3 luôn. Thì đấy chính là tháng 7 nhá, tháng 7 năm 2023. Một tuần các bạn sẽ học 2 buổi trên tuần. Và nhất định là các bạn sẽ được học những cái này, mở rộng phân tích. Ngoài ra các bạn còn được học phương pháp làm nữa cô. Phương pháp viết. Phương pháp viết đây, các bạn có thể, chị có thể ví dụ cho các bạn nhìn thấy nhá. Nào, phương pháp viết. Đây này. Gợi ý cách viết. Đúng không? Viết như thế nào? Viết mở bài ra sao? Viết kết bài như thế nào? Đều có ở trong khóa học. Đều có ở trong khóa học đấy. Thế cho nên là chị nghĩ rằng là các bạn nên tận dụng. Xuất phát sớm là một lợi thế mà, đúng không? Sau khi học xong những cái phương pháp thì các bạn sẽ đến cái phần giai đoạn là luyện đề. Luyện đề, thực chiến. Học được kiến thức rồi thì phải áp dụng kiến thức vào để mà làm đề chứ. Làm đề xong thì còn được chấm chữa chứ, đúng không? Thế nhá. Thế thì đây là một cái khóa học mà ở trong đấy đảm bảo được tất cả cái quyền lợi của các bạn. Một tuần các bạn sẽ được làm bài tập một buổi nhá, một buổi làm bài tập và sẽ được chấm chữa, rồi trợ giảng sẽ chữa cho các bạn, chỉ ra những cái lỗi sai cho các bạn để các bạn khắc phục. Thì tất nhiên nếu mà khóa học được chăm sóc như vậy nhá, nếu khóa học được chăm sóc như vậy thì chắc chắn là khóa học mất phí rồi, đúng không? Nhưng mà ngay trong ngày hôm nay, nếu mà các bạn ở đây cùng với chị, các bạn trong nhóm này nhá, đăng ký khóa học thì sẽ được giảm 200k. Đó, hiện tại nếu mà các bạn đăng ký khóa học này chỉ còn 2.199.000 thôi nhá. Đó, chỉ còn 2.199.000 thôi. Mà học từ tháng 7 năm nay cho đến tháng 5 năm sau thì các bạn cảm thấy là khá là dài, đúng không? 10 tháng các bạn được học mà chỉ có 2.199.000 thôi. Thì các bạn sẽ xem xét và cân nhắc nhá. Và ngay trong ngày hôm nay, khóa học sẽ được giảm giá 200k. Nếu bạn nào muốn tham khảo kỹ về khóa học này, cũng như là muốn xem là vậy thì cái lộ trình của khóa học này như thế nào, em có thể tham khảo lộ trình, em có thể tham khảo tài liệu của khóa học không, em có thể tham khảo buổi học thử của khóa học này không, thì các em nhắn về trên fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học cơ sở lớp 6789 nha. Hoặc là nhắn tin trực tiếp với chị luôn, thì chị sẽ là giáo viên để hướng dẫn các bạn luôn, được không? Chị sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc cho các bạn nếu mà các bạn muốn tham khảo cái khóa học văn VIP này nhá. Muốn tham khảo khóa học văn VIP này thì cứ nhắn tin cho chị là ok. Đó, thì chị sẽ hướng dẫn các bạn, chị sẽ gửi cho các bạn lộ trình, rồi chị sẽ xem là vậy thì cái lực học của các bạn hiện tại đang ở đâu và các bạn đang thiếu những cái gì để có thể bồi được vào cho các bạn.
nha. Rồi, ok, quay trở lại cùng với chị về chuyện người con gái Nam Xương. Đấy, nếu mà muốn tham khảo khóa học thì cứ nhắn cho chị nha. Về chuyện người con gái Nam Xương này, quay trở lại này. Với Vũ Nương, với nhân vật Vũ Nương, chị vừa rồi thì chị đã chỉ ra cho các bạn những đề trọng tâm khi mà các bạn... Không, một năm học, trời ơi, một năm học nha. Trên một năm học. Không phải một tháng đâu, trên một năm học các em ạ. 10 tháng nha, 10 tháng học. Một năm học coi như là 10 tháng đấy. Từ tháng 7 năm nay mà, cho đến tháng 5 năm sau. Đó, 10 tháng học, 2.199.000. Đúng rồi. Những bạn nào mà muốn biết thêm thông tin thì em cứ có thể nhắn tin cho chị. Chị sẽ hướng dẫn kỹ hơn cho các em nhá. Chị sẽ hướng dẫn kỹ hơn cũng như là gửi cho các bạn cái lộ trình học để các bạn xem là có phù hợp hay không. Rồi, quay trở lại được không? Ồ, đấy, cái Yến Nhi đang nói. Quay trở lại nhá. Đối với nhân vật Vũ Nương á, thì chúng ta biết rằng là văn bản chuyện người con gái Nam Xương xoay quanh cái câu chuyện của người phụ nữ tên là Vũ Thị Thiết, quê ở Nam Xương. Nàng hội tụ mọi cái vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống với đủ các phẩm chất cao quý như là gì ạ? Xinh đẹp, nết na, tư dung thì tốt đẹp, có nghĩa là công dung ngôn hạnh đấy, đúng không ạ? Tính đã thùy mị, nết na lại thêm tư dung tốt đẹp. Đến cái tuổi cập kê thì Vũ Nương được cha mẹ gả cho Trương Sinh, một người con trai trong làng. Với tất cả cái nét đẹp nơi tâm hồn người thiếu phụ ấy, nàng xứng đáng có một gia đình trọn vẹn và một cuộc sống viên mãn. Thế nhưng mà đáng buồn á, chiến tranh lại ập đến, đã tước đi cái quyền được hạnh phúc của Vũ Nương. Và Trương Sinh phải ra chiến trường, để lại mẹ già, để lại người vợ mới cưới còn chưa kịp mặn nồng. Dẫu vậy thì nàng vẫn nén cô độc và đau thương một lòng chung thủy để có thể đợi Trương Sinh trở về, đúng không? Và lúc này thì đúng là lúc mà Vũ Nương đang mang thai. Chị đang tóm tắt lại cho các em đấy. Chị đang tóm tắt lại đấy cho nên các bạn phải nghe nhá. Nghe cách chị tóm tắt. Khi mà Vũ Nương mang thai, sau khi mà chồng nàng đi lính, và thì nàng đã hạ sinh một bé, thì đặt tên cho bé ấy là bé Đạt. Trong suốt những ngày tháng đợi Trương Sinh trở về, thì Vũ Nương đã thực hiện lời hứa sắt son của mình là luôn giữ gìn đức hạnh, cũng như tận tình chăm sóc người mẹ già và nuôi Đạt khôn lớn. Qua cái ngòi bút từ sự của Nguyễn Dữ ấy, chúng ta càng thấy được là cái sự khắc họa tất cả cái điều đẹp đẽ nhất của người phụ nữ truyền thống đã được Nguyễn Dữ thể hiện trong Vũ Nương. Sau bao nhiêu năm mà Trương Sinh đi thì chàng cũng trở về. Chàng trở về, thế nhưng mà đấy mới là cái lúc câu chuyện lên cao trào và cái bi kịch được đẩy đến tận cùng bởi những hiểu lầm. Nút thắt, đúng không? Hiểu lầm ấy chính là nút thắt của câu chuyện. Nhá, nút thắt là hiểu lầm. Nhớ nhá, để sau này khi mà lên lớp các thầy cô giảng thì còn biết đâu là nút thắt và đâu là cái nút mở của câu chuyện. Nút thắt chính là cái hiểu lầm của Trương Sinh về Vũ Nương. Thế thì ngày mà đưa con trai ra mộ mẹ, chàng bất ngờ phát hiện ra một cái bí mật. Bé Đản cứ khóc mãi không dỗ được. Đến khi hỏi ra thì cậu bé liền nói rằng là gì? Trương Sinh không phải bố mình, và cậu có một người bố ngày nào cũng đến thăm cơ. Đó, thế thì Trương Sinh sau khi mà nghe cái câu chuyện ấy, với cái bản tính hay ghen và đa nghi, lập tức cho rằng là vợ mình không chung thủy. Liên gọi là ở lúc ấy thì tức tốc về nhà mắng nhiếc Vũ Nương. Và trong cái khoảng thời gian ấy thì Vũ Nương đã thanh minh nhá. Vũ Nương đã thanh minh nhưng mà Trương Sinh vẫn không tin, lại càng thêm nhiếc móc và đối xử tệ bạc. Do quá uất hận rồi, nàng bất đắc dĩ phải tự kết liễu cái cuộc đời của mình. Đó, và chuyện gì xảy đến cũng sẽ đến. Vũ Nương bắt đầu là chảy ra sông Hoàng Giang tử vẫn. Hành động duy nhất nàng có thể làm để chứng minh là mình trong sạch, mình thanh bạch. Cái người phụ nữ đức hạnh ấy trước bước đường cùng thì chỉ còn cách là gieo mình tự vẫn. Nhớ. Và khi mà nàng đi rồi ấy, Trương Sinh mới nhận ra được cái sai lầm của mình. Người đàn ông hàng đêm xuất hiện khi mà chàng đi vắng chính là cái bóng trên vách tường mà thôi. Vì con nhỏ khóc lóc
nên để dỗ dành con thì Vũ Lương đã trỏ lên cái bóng của mình mà bảo đó là cha của đứa bé. Đó. Thế thì nhìn qua cái câu chuyện này, các bạn có thể nhìn thấy được các chị một cái xã hội phong kiến và những tàn dư của cái nỗi đau này. Đó, một cái xã hội phong kiến nó đã để lại rất nhiều những cái hậu quả. Khi mà đọc chuyện Người Con Gái Nam Xương, chúng ta sẽ tự hỏi nhá, chúng ta sẽ tự hỏi rằng là gì ạ? Thế cái nguồn gốc của tất thảy những bi kịch ấy từ đâu mà tới? Đó là định kiến đã tước đi của người phụ nữ cái quyền được hạnh phúc và tự do bày tỏ ước mơ, quan điểm của mình. Đúng không? Rõ ràng là khi mà Vũ Nương bày tỏ quan điểm thì Trương Sinh không nghe. Trương Sinh gạt phát đi. Đó. Vũ Nương chỉ là một người trong rất nhiều người con gái ở trong cái xã hội ấy thôi. Những người phụ nữ phải chịu bao xiềng xích từ xã hội để rồi nhiều mảnh đời buộc phải đi vào ngõ cụt. Chị nhớ nhá, chị nhớ là trước đây giáo sư Nguyễn Đăng Na đã từng nhận xét về Nguyễn Dữ như thế này. Nguyễn Dữ bằng tài năng kỳ lạ đã thổi vào nhân vật sức sống lạ kỳ. Mỗi nhân vật một số phận, một tư cách riêng với tư cách là một con người cá nhân chịu trách nhiệm trước việc làm của mình. Thông qua những số phận cụ thể đó, Nguyễn Dữ đã khái quát cuộc sống ở trình độ bậc thầy về nghệ thuật mà khó có tác giả văn học trung đại Việt Nam nào đạt được. Qua số phận của các nhân vật của mình, Nguyễn Dữ gửi tới đời sau thông điệp: ở thời nào, ở thời đại nào, không một người phụ nữ nào có hạnh phúc cả, dù cho sống theo kiểu nào. Ngoan ngoãn thủy chung làm trọn phận người vợ, người mẹ hoặc phá phách, thì cái chết về cả về vật chất lẫn tinh thần đều là chung cục cho mọi kiếp đàn bà. Đấy là một cái lời nhận định của giáo sư Nguyễn Đăng Na mà sau này khi đi phân tích vào chuyện Người Con Gái Nam Xương, các em có thể phân tích nhá. Rồi, thế thì đây chính là một cái văn bản, nó thể hiện được rất rõ cái niềm cảm thương của Nguyễn Dữ dành cho cái đẹp. Dành cho cái đẹp, tại sao chị nói là cái đẹp à các em? Tại sao chị nói là cái đẹp? Thế thì chị luôn cho rằng đây chính là một cái khúc bi, một cái khúc bi ca cho số phận người phụ nữ. Nhưng đồng thời nó cũng chứa đựng cái lời ca mà Nguyễn Dữ dành cho những nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam. Nó phục vụ cho cái đề gì ạ? Phục vụ cho đề văn là vẻ đẹp của người phụ nữ thể hiện qua nhân vật Phụ Nương ấy mà chị vừa nói đấy nhá. Đây, phân tích vẻ đẹp của nhân vật Phụ Nương. Đó, thì mọi cái điều mà chị đang nói đều phục vụ cho cái gì ạ? Đều phục vụ cho việc sau này các bạn đi phân tích văn bản. Đó, phân tích văn bản nhá. Thế cho nên là các bạn chú ý một chút về cái văn bản này. Bởi vì chúng ta thấy rằng đây là một văn bản khá là dài. Các bạn nhớ khó lắm đấy, khó nhớ lắm, bởi vì nó là chuyện, nó là văn xuôi. Các bạn phải nhớ gì? Nhớ dẫn chứng. Ok chưa? Rồi chị sẽ đọc cái comment của các bạn nhá. Để chị xem một chút xíu xem nào. Hiện tại điện thoại chị đang không đọc được comment của các em, cho nên chị lại phải mở cái laptop của chị ra để chị đọc cái comment của các bạn này. Đợi chị nhá. Không biết là các bạn có muốn hỏi gì về văn bản này không? Có muốn hỏi gì về văn bản này không ạ? Nào, đâu hết rồi. Các em có thắc mắc gì không? Mới tiếp cận một văn bản ngữ văn 9 thôi. Có cảm thấy bị ngợp quá không? Có bị dài quá không? Có cảm thấy là khó quá khi mà em làm cái văn bản này không? Em học cái văn bản này không? Nào, chia sẻ nhá. Chia sẻ với chị. Vẫn chưa thấy bạn nào comment. Ồ, tự nhiên lại hết nhạc rồi đúng không? Để chị mở nhạc nhé. Nào, bài này phân tích về Vũ Nương không? Sẽ là phân tích cả Trương Sinh đấy các em ạ. Không chỉ đề Vũ Nương thôi đâu. Nó sẽ có cả đề về Trương Sinh đấy. Nhá. Như thế này là x1 văn bản rồi ạ. Là sao? Không ghi hết được. Có gì đâu mà ghi. Chị đã... Đây. Sau này khi mà vào trong khóa học á, chị sẽ nói kỹ hơn.
nhá. Chị sẽ nói kỹ hơn về những cái đề văn này và các bạn sẽ phải tập trung vào văn nào, vào gì nhỉ, vào đề nào. Không, buổi sau thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về chuyện Kiều nhá. Mỗi buổi chúng ta chỉ cần nói qua thôi, bởi vì tiếp cận mà, cho các bạn hình dung ra được là lớp 9 chúng ta sẽ học cái gì thôi, và cái hướng của các bạn là sẽ phải học như thế nào thôi nhá. Chứ chưa đi phân tích đâu, chị chưa cho các bạn đi phân tích. À nhớ này, nhớ các bước này để có thể nhận tài liệu nhá. Nhận tài liệu tặng á, tặng miễn phí á. Các bạn chỉ cần 1. Mời 10 người bạn vào nhóm, cáp màn hình lại. 2. Chia sẻ cái cảm nhận của em sau khi học cái buổi học ngày hôm nay lên trang cá nhân và nhớ tag Học Văn Chị Yên Chùa Cơ Sở vào nhá. Sau đó thì chụp lại cho chị, nhắn về kênh fanpage Học Văn Chị Yên Chùa Cơ Sở là các em được auto nhận tài liệu. Đúng rồi. Xong một văn bản. Đấy. Nhá. Được chưa? Buổi sau là chúng ta đến chuyện Kiều nhá. Nhớ ngày mai mua sách giáo khoa đi. Mua sách giáo khoa đi để ngày mai đọc trước văn bản chuyện Kiều cho chị. Và chị nhắc này, chị nhắc cho các bạn biết trước này, đối với tất cả những văn bản thơ trong chương trình ngữ văn lớp 9, các bạn đều phải học thuộc nha. Chuyện Kiều rất dài. Đúng rồi, vào nhóm 2K9 thực chiến này nhá. Mời vào nhóm này này. Nhắc lại này, tất cả những văn bản thơ các bạn đều phải học thuộc. Thế cho nên là cái thời gian hè này đang rông dài, đang rảnh đúng không? Học thuộc trước đi. Có tài liệu phân tích nhá, có tài liệu phân tích ạ. Nào, thấy thế nào? Văn bản đầu tiên của chương trình của văn lớp 9 thế nào? Dài không? Dài quá không? Dài quá à? Em sợ rồi à? Không sợ, không phải sợ. Chị sẽ đồng hành cùng với các bạn. Và yên tâm, Học Văn Chị Hiên sẽ đồng hành cùng với các em. Và nhớ nhá, ngày hôm nay là ngày ưu đãi của khóa học. Và khi mà đăng ký khóa học á, các bạn vừa được giảm giá này. Chị nhắc lại này, khi đăng ký khóa Văn VIP, các bạn vừa được giảm giá mà các bạn còn vừa được tặng cái cuốn này nữa đấy. Các bạn được tặng thêm cái cuốn này này nhá. Chỉ vậy thôi. Dài, đúng rồi. Một buổi các bạn không thể nào mà dồn hết được kiến thức đâu nhá. Thế thì khi mà đăng ký khóa học, các bạn vừa được giảm 200k, các bạn còn vừa được tặng sách. Thế cho nên là chị nghĩ rằng là các bạn tận dụng đi, hãy tận dụng. Và có thể nhắn tin cho chị hoặc là về fanpage Học Văn Chị Yên Trung Cơ Sở để chúng ta hỏi về khóa học nhá. Tham khảo về khóa học xem sao. Chị sẽ gửi lộ trình, các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn sẽ đăng ký, ok không? Em cứ ấn mời người 10 bạn. Ấn mời 10 bạn. Sau đó thì chụp lại cho chị là được nhá. Ok không? Rồi, có lẽ là buổi ngày hôm nay thì chúng ta chỉ thế thôi nhỉ? Chỉ thế thôi, được không? Không bắt các bạn làm bài tập bởi vì thực ra là mới tiếp cận thôi. Các bạn cũng chưa biết gì nhiều về chương trình của văn lớp 9. Thế cho nên chị chưa yêu cầu là các bạn sẽ làm bài tập gì cả. Chỉ cần làm đúng bước để có thể nhận tài liệu. Và ngoài ra thì tham khảo khóa Văn VIP là ok, là xong. Còn buổi tối mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với văn bản gì ạ? Chị em Thúy Kiều nhá. Đọc trước văn bản Chị Em Thúy Kiều đi. Và nếu mà có cơ hội thì các bạn sẽ học thuộc. Học thuộc trước các chị nhá. Rồi, ngày hôm nay thấy thế nào? Nào, chia sẻ một chút ngày hôm nay cảm thấy thế nào ạ? Gửi cho bếp Học Văn Chị Hiên để được nhận tài liệu nhá. Còn những bạn nào mà muốn tham khảo khóa học thì có thể nhắn tin cho chị. Hết nhanh vậy, một tiếng rồi đấy. Chị em mình đã ngồi với nhau được một tiếng rồi đấy. Thời lượng ở những khóa học miễn phí nó sẽ không được dài như ở trong khóa học mất phí các em ạ. Cho nên các em cũng hết sức thông cảm nhá. Hết sức thông cảm. Đối với thời lượng của khóa học chương trình lớp 9, khóa học mất phí, thì nó sẽ dao động từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Được không? 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi. Cho nên là các bạn sẽ có thể tham khảo nha. Còn bây giờ thì chị cũng rất là cảm ơn các bạn. Vì trong cái buổi học đầu tiên mà có quá nhiều bạn vào đây ủng hộ chị như thế này. Hạnh phúc lắm đấy. Chị rất là hạnh phúc và biết ơn các bạn. Nhanh đúng không? Nhanh mà, một tiếng trôi qua nhanh lắm. Thế cho nên là chúng ta biết rằng là thời gian không chờ đợi ai cả. Và chắc chắn rồi, chị em mình cũng vậy, thời gian không chờ đợi chị em mình. Và chị nghĩ rằng là chị em mình cũng không nên ỉ ảnh nữa. Không nên là gọi là thả cho mình cứ trôi theo cái dòng thời gian nữa. Mà bắt đầu tập trung để học thôi nhá. Đó, bắt đầu tập trung vào học thôi. Muốn học kỹ, muốn học sâu thì cứ theo dõi Học Văn Chị Hiên. Chị sẽ chia sẻ nhiều kiến thức sâu hơn cho các bạn.
nhá. Chị đã chia sẻ nhiều kiến thức sâu hơn cho em đó. Còn bây giờ thì chị sẽ xin phép tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học tối ngày mai nhá. Mời bạn chụp ảnh gửi cho fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở các em nha. Đây này, nhắn về kênh fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở và nhớ này, phải làm đủ 2 bước thì mới được nhận tài liệu cô. Phải làm đủ 2 bước ạ. Đó. Rồi nhá. Mong rằng là các bạn vẫn ở đây để ủng hộ chị trong cái hành trình tiếp theo của chị. Ok không? Tối mai chị em mình sẽ gặp lại nhau vào khung giờ 8:30 để cùng nhau chia sẻ kiến thức về chương trình của văn chị nữa nhá. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì có thể nhắn tin riêng cho chị. Đó, mong muốn gì, chia sẻ gì có thể nhắn tin riêng, chị sẽ có thể giải đáp các em. Ok không? Rồi. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi để ngày mai bắt đầu một tuần mới. Hãy bắt đầu một tuần mới với cái sự năng lượng và với một cái quyết tâm là tôi sẽ phải hoàn thành được cái mục tiêu của tôi trong tuần này em nhá. Rồi, cảm ơn các bạn vì đã vào đây với chị. Bye bye, xin chào tạm biệt các em.